Giá gia cầm hôm nay ngày 19 tháng 7, gà, vịt được giá, người nuôi tái, tăng đàn mới phải lưu ý điều gì? Cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 19 tháng 7 tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà, giá vịt thịt không có biến động nhiều. Tại các vùng, nhiều trang trại, nông hộ đang tích cực tái, tăng đàn mới mong kiếm lãi dịp cuối năm. Giá vịt thịt hôm nay hàng dễ bán, các trại tích cực tái, tăng đàn mới. Cập nhật giá vịt hôm nay tại các vùng chúng tôi thấy giá vịt hơi vẫn chưa có biến động. Giá vịt bầu lai nuôi thả đồng tại các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì ở mức trên dưới 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ trại nuôi bán buôn cuốn đàn tại các vùng Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến ở mức trên 44.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt ở Đồng Nai, Long An vẫn trên 53.000 đồng mỗi kg. Ghi nhận tại các vùng chăn nuôi, phóng viên dân Việt thấy bà con đang tích cực vào đàn tăng quy mô chăn nuôi để kiếm lãi phụ cuối năm. Ông Phạm Văn Nhật ở Hưng Hà, Thái Bình mới vào hơn một vạn vịt bơ giống. Ông cho biết, để chăn nuôi an toàn, vợ chồng tôi đã làm hết nhiều loại vaccine cho vịt như hen, bại huyết, rụt mỏ, thương hàn, tụ huyết trùng. Trong thời điểm giao mùa, dịch bệnh nhiều, nên các trại nuôi nhiều không làm vaccine tốt thì vịt nhanh mắc bệnh và chết rất nhiều, hàng loạt, ông Nhật nói. Theo kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi của ông Nhật, bên cạnh việc làm vaccine, các chủ trại cũng cần vệ sinh, khử trùng dụng cụ chăn nuôi, máng ăn, máng uống sâu thùng. Thu gom và xử lý chất thải, chất độn chuồng, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm xung quanh khu vực chuồng trại nhằm loại bỏ nơi cư trú của các tác nhân chuyển bệnh trung gian cho vật nuôi như chuột, các loại côn trùng. Đối với chuồng nuôi, các trại phải làm sạch toàn bộ nền, sàn, tường và khu vực xung quanh chuồng sau đó tiêu độc khử trùng bằng các loại hóa chất sát trùng như phôi bột, iodin, lozamin, ben, nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh. Đặc biệt lưu ý phải để chống chuồng ít nhất 15 ngày trước khi nuôi lửa mới, ông Nhật tiết lộ. Giá gà hôm nay, gà ta thả vườn có xu hướng giảm giá. Tại các vùng Thái Nguyên, Hòa Bình, chúng tôi ghi nhận giá gà công nghiệp vẫn duy trì ở mức trên dưới 39.000 đồng mỗi kg, có trại bán gà đẹp được trên 40.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng bán tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 35.000 đồng đến trên dưới 40.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá gà ta thả vườn tại các tỉnh có xu hướng giảm nhẹ. Theo đó, giá gà thả vườn loại đẹp nuôi trên 4 tháng tuổi có nơi chỉ bán được trên 95.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lò loại trên 3,5 tháng bán ở các trại Bắc Giang, tùy loại được mức trên dưới 93.000 đồng mỗi kg. Giá gà tre trên 4 tháng tuổi ở các vùng đồng này, Bến Tre, bán từ 65.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi kg, vì hàng trống, máy. Giá gà ta bán tại các chợ dân sinh hàng móc khoảng 130.000 đồng đến 140.000 đồng mỗi kg. Hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ uống gà, vịt giống. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình, ông Phạm Văn Thanh, chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết, nhiều năm nay ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua giấy báo cũ với giá rẻ về để uống gà, vịt. Theo ông Thanh, khi gà, vịt mới mua về ngày đầu, gia đình ông thường thuê nhân công giải giấy bão cụ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương, hở bụng tránh bị vỏ chấu khô găm vào dễ bị phiên, bệnh chết, hao hụt. Trước đây chúng tôi hay dùng vỏ chấu lót nền uống con giống nhưng qua thời gian dùng thấy vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn, hơn nữa, khi cho gà ăn, thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều, để lâu ngày cám sẽ mốc, vật nuôi lớn lên bới ăn hay bị bệnh nhưng khi dùng báo cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu, chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con. Đặc biệt, khi cho gà ăn, chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bộp bộp, có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn, ông Thanh chia sẻ. Cũng theo ông Thanh, hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền Bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền uống gà, vì trong 3 đến 4 ngày đầu. Khi con giống mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất ấp nên khi đưa về trùng mới uống vài ngày, bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ chấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thanh tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công. Cách dùng giấy báo cũ uống ra cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi, bà Trương Thị Nụ ở Hoa Lư, Ninh Bình nói.